Tiên so hàng chuẩn châu từ A đến Z hôm nay lại giới thiệu lại, tại vì mình cái này mình đã có lần mình quay video rồi, hôm nay mình quay video lại lần nữa theo yêu cầu của các bạn, nói lâu quá rồi giới thiệu lại các mặt hàng đi ha. Ok, hỏi tại sao à, tức là có nghĩa là trên YouTube hoặc là trên Facebook những cái bài các bạn viết rồi lâu ngày quá cái nó cuộn đi mất tiêu, thì bây giờ các bạn khách quen nói là quay video lại giới thiệu lại xem để cho các bạn xem nha. Ok rồi, hôm nay Tiên Store hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z, hoặc là ở trên Facebook đó, rồi còn thêm một cái tên nữa là hàng gia dụng Đức, đó là chuyên cái bán hàng gia dụng thôi ha. Rồi hôm nay giới thiệu với các bạn cái một cái hàng gia dụng, nó là một cái nồi hấp mà nhà mình rất là ưng ý, nhà mình xài thường xuyên, con gái nó lấy ra nó sử dụng hoài luôn đó. Cái này là tốt cho những ai, những người nào mà không thích ăn dầu mỡ nhiều, những người cao tuổi bị sợ ăn dầu nhiều quá, dầu mỡ nhiều quá nó vô dầu mỡ máu đó, hoặc là cholesterol trong máu không tốt đâu. Thì các bạn dùng cái máy hấp nó rất nhanh rất tiện. Tại sao như thế nào mình giới thiệu các bạn xem nhé. Bây giờ mình mở thùng ra nè. Đừng nói người già em cái gì nào, chị em phụ nữ muốn diet nha, À, chị hấp em cái này ăn ăn đồ hấp thôi, đừng có chiên xào. Hấp cái này một tuần là xuống là khoảng chừng 1 kg á, không ok. ăn diet nữa mà chỉ ăn hấp thôi, bớt chiên xào lại, ăn ít khẩu phần suốt một tuần là xuống 1-2 kg đi chơi bình thường luôn, khỏi uống thuốc. 3 tầng tự động tắt quá tiện. Automatic. Thường mấy cái mặt hàng là Tiên bán là Tiên đã test trước hoặc là cũng xài thử để coi nó có cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì hạn chế. Không có món đồ nào mà nó 100% nó tốt và tốt, ít ra nó phải có hạn chế chỗ nào. Mình xài rồi mình có kinh nghiệm, mình chia sẻ lại để mọi người chú ý chỗ này hoặc là Tiên nói thêm chỗ kia, chứ không phải lúc nào Tiên nói cái này là tốt 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 xài đi, cái nào nó cũng phải có mặt hạn chế nha mọi người. Cho Không dù có cái bao gì nhiêu nó hoàn tiền, hảo hết á, cho dù bao nhiêu tiền nó không lại. có cái gì có hoàn hảo hết. Đương nhiên mình nói là người ta bán hàng người ta nó tốt tốt Cái tốt này thì Tiên thích cái là nó 3 tầng, nó hấp rất là nhanh, rồi hấp cùng lúc và nó tự đây động tắt luôn, nhưng điều phải nhớ này, chú ý nước. cái máy này là của Silvercrest, cũng cũng có tên tuổi nha. Rồi bây giờ như thế nào, nó sử dụng như thế nào, đơn giản lắm, các đổ nước vô trong này, đừng quên cái này nha, cái này là nó Để vô trước mới đổ nước không đậu, thì để trước hay để sau cũng được tùy. sao nay khác nhau, để đó che lại nước Cái này chưa. nè, cái cục này ở chính giữa này là cái cục nó làm cho nó nước sôi, nó nóng, nó đun đun nước á, thành ra nó phải có một cái này để tránh, để mình đừng có đụng tay vô. Thì nói chung đổ nước vô trong này, để cái này lên đó, hai bên nó có hai cái lỗ bên này nè, đó là ở dưới đây mình nó có cái chỗ này mình thấy được Cái là nước nước bên mực, trong nước nó mới còn bao nhiêu, thì thêm nước đổ vô bên này, tại nó là cái nồi hấp, cái máy hấp thì nó phải cần nước, nếu nó không có nước thì nó không không hấp có được, chín, đó, tại nó không chín. vì này nấu bằng hơi nước mà. Rồi nhiệt độ nó đã có sẵn hết rồi, cái này là chỉ canh giờ thôi, nó lên đến 75 phút tùy theo các món ăn của mình, ví dụ như là mình hấp cần hấp lâu. Nó nói chung trong cái quyển sách trong này nè, hướng dẫn này người ta có ghi trong này, Nhớ đọc sơ nha mọi mình người. nhớ đọc sơ nha. Ví dụ như hấp cá, hấp cánh gà, hấp khoai lang, khoai tây, hấp rau quả, nó có tới 3 tầng lận, để mình dựng lên cho các bạn xem. Bữa Tiên là thử luôn cái Một tầng hấp nè, bánh 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 gì bánh 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 gì ít nhỏ hả, nhỏ, bánh ít quên luôn, cái hai gì xin tầng lỗi, bánh ít rồi làm giò sống. Tiên hấp chả lụa luôn khoảng 20-25 phút là chín giò nha. sống đó, các bạn làm chả giò chả lụa đó, chả lụa chứ không phải chả giò, chả lụa đó thì mình hấp. Thì ở dưới tùy theo các bạn ha, các bạn muốn hấp gì, có nhiều khi trong này để khoai lang, khoai tây, rau củ rồi gì đó. Trên trên hình thì người ta nó còn chụp hình thêm nữa là ví dụ như người ta để cái gì đó, đậu á, đậu que, đậu gì đó, đó ví dụ như vậy. Rồi ở dưới là
là con cá nè, ví dụ như cá lắc, cá hồi, cá gì đó, tùy theo các bạn. Sẽ không có những nước thì Tiên á, theo kinh nghiệm Tiên chia sẻ lại, Tiên lót một cái lớp giấy giấy gọi là gì, cái gì nấu ăn á, giấy aluminium á, giấy bạc á, giấy bạc tiếng Việt rồi giấy bạc á, lót ở dưới để nó đừng nhiễm nước, thì hoặc là hấp sôi cũng được, nấu sôi nấu ấy thì được hết luôn. Đó. Rồi xong sạch sẽ xong lấy ra chỉ có cái nắp nè. À ba ơi, phải chú ý có cái số number đó 1 2 3 4 để mọi người ấy, chứ không phải gắn cái nào cũng được nha. Thì từ từ là cũng tự tìm ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó lọt vô cái này là để chúng ta tiện khi mà mình thu dọn đó, mình xếp vô đó. Không? Nó lọt vô nè, đó. Ba cái thì ba cái này lọt vào nhau, nhưng mà khi mà gỡ ra chồng lên ngược lại thì nó lại để vô được đó. Nó có đánh số nha mọi người, 1 2 3 đó. Bây giờ các bạn muốn hấp 1 tầng cũng được, hấp 2 tầng cũng được, hoặc là hấp 3 tầng cũng được, nhưng tùy theo ba món ăn khác nhau liền một lúc đó, tùy theo các bạn. Mình thấy cái này rất tiện mà nó giữ được nguyên vitamin nha. Nó hấp rất nhanh mau chín mà nó giữ được nguyên vitamin, tức là nó không có bị quan trọng là từ động tắt mấy nồi nước thì sôi cạch phải ngồi cầm một nước. Lần đổ nước vô trong này là mình hấp khoảng chừng 20 phút thì là nó cạn nước, cho nên mình nói ví dụ các bạn hầm một cái gì đó 30 phút ha, thì các bạn đi đâu làm gì đó, nhưng mà lâu lâu khoảng chừng 15-20 phút quay lại xem coi mực nước nó còn bao nhiêu, mình chế nước vô, mình thêm nước vô trong này vậy thôi. Ngoài ra nó thêm cái sừng nhỏ kìa, thấy vô làm trứng cách thủy đó, bấm chinh gì đó. Đó, hoặc là để gạo vô đây thành ra cơm, để nếp vô đây nấu hấp thành ra sôi, tùy theo các bạn ha. Rồi ở đây nó tự động nè, cứ chỉnh theo cái phút là nó theo như cái đồng hồ đó, tự động tắt, nó tự động nó tắt, không sợ là bị khét bị gì hết á, nó tự động tắt tiện như vậy đó. Đó mà hiện tại ở Việt Nam á, là mấy cái hàng này mình đem về là bị cháy hàng á, không bao lâu để lên cái là mọi người mua hết trơn. Ở trong cái này là Tiên bán được dữ lắm, mà Tiên xài Tiên cũng rất là thích luôn. Phải nói thật sự là khoái luôn á. Nó chỉ có một cái hạn chế là phải đi thêm nước vô thôi, nhưng mà mình làm gì phải thêm nước, nấu rồi thì cũng phải thêm nước. Cái này thì khoảng 20 phút thêm nước vô. Hai một bình đổ đầy nước trên này nó sôi lên rồi nó hấp thì khoảng chừng 20 phút đó. Ví dụ như vậy. Các bạn để cái nồi này lên rồi cái là khoảng chừng mình làm gì mình làm, mình đi quét nhà, mình đi ủi đồ rồi nó 20 phút quay lại chế nước vô. Rồi nó tự động nó tắt nè, không có sợ. Không có sợ khác đồ ăn hay là gì đó. Nhớ nha, ở trên Tiên Store hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z, hoặc là hàng gia dụng Đức ở trên Facebook. Còn ở trên YouTube thì các bạn lên xem khoảng chừng 400-500 video khác nhau nữa, là về đẹp, bà mẹ đẹp vlog, hoặc là hàng chuẩn châu Tiên Store hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z. Đó là hai cái kênh ở trên YouTube ha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha. Nếu các bạn thích thì cho mình một cái like, hoặc là nếu mà có những cái trải nghiệm gì rồi thì chia sẻ lại với mọi người. Cảm ơn, chúc cả nhà một ngày vui vẻ.